Điện tử Hanh Nguyễn xin mến chào đại gia đình đam mê âm thanh và yêu ca hát, đặc biệt là những bác ưa đồ hãng và ưa đồ nhập khẩu. Thì trong clip ngày nay, Hanh Nguyễn lên sóng và giới thiệu đến các bác về những combo, những sản phẩm âm thanh của hãng Motivity. Hãng Motivity là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, và sản phẩm Moti đã được xuất khẩu trên 170 quốc gia, từ các khu vực Đông Âu, Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ. Và sản phẩm Motivity này được khuyết giả đón nhận một cách lồng cháy và thân thương. Cũng như bên em là bên đã cung cấp những sản phẩm của Motivity trong suốt 7 năm vừa qua. 7 năm là một hành trình cực dài đối với các sản phẩm âm thanh. 7 năm nó đã tạo dựng nên được thương hiệu của Motivity thông qua khách hàng đã dùng, đang dùng. Và Motivity luôn luôn biết chinh phục những đôi tai, những giọng ca có tính. Khi nó chinh phục được rồi thì tất cả quý khách khán giả rất có cảm tình về dòng loa này, và được khuyến giả đánh giá cao thì nhà hãng càng phải nỗ lực phấn đấu đưa ra nhiều model khác nhau, cũng như là cải tiến chất lượng so với những bản cũ. Thì trong clip này, Hanh Nguyễn lên sóng giới thiệu đến các bác về những phẩm Hanh Nguyễn hay cung cấp tại thị trường Việt Nam. Thứ nhất là những cặp loa full 30, những cặp loa full 40, những quả súp hơi 40-50, những con đẩy Motivity 650 2 kênh, 850 2 kênh, rồi là 4800 4 kênh, 4300, và những bộ mic không dây. Thì bây giờ em đã tiến sát gần và giới thiệu tổng quan để bác có thể nắm được những sản phẩm này. Và có nhu cầu thì hãy liên hệ với em theo số máy 0936 583 140. Thì sản phẩm Motivity được đánh giá qua rất nhiều cung bậc khác nhau. Thứ nhất là về hình thức thiết kế rất đẹp và gọn, sang chảnh. Thứ hai, chất lượng nó rất hay. Thứ ba, độ bền cao. Đấy, và có thể chơi được đa dạng các không gian như phòng hát, quán cà phê, phòng trà, gia đình, cực kỳ tuyệt vời nhá. Đầu tiên anh sẽ đi vào mẫu đầu tiên. Đây là mẫu Motivity, có một đèn là MV12 Plus, một phiên bản mới nhất đời xuất cuối năm 2023. Đấy, thùng gỗ và chỉ một bát 30 tép kèm. Thì cái dòng này tất cả cũng bát được nhập khẩu tại Ý bác nhá, và công ty của họ là đặt tại Chi Lăng. MV12 Plus bác nhá. Công suất của nó là 350W, mắc là 1400, nhập khẩu chính hãng chính ngạch, có thuế bác nhá, thùng gỗ rất chắc chắn. Nói về cái khả năng lỗi của Motivity gần như không có bác nhá, gần như không có. Một cặp loa thiết kế rất là xinh, hình thang cân, hỗ trợ toàn bộ ốc treo ở đỉnh nóc, ốc treo làm ngang và giá cắm mặt chân. Trang trí một tem cờ rất đẹp. Tay sách được cải tiến ở phía trên để làm đôi loa cái độ mượt mà hơn. Thùng cực chắc và dày bác nhá. Bát to, phần toàn to, cực khỏe luôn. Con này hát và nghe nhạc phải là cấp. Bát 30 nhá, giá hiện tại là 14 triệu. Nhưng mà em vẫn cứ giữ cái giá như ban đầu, làm các bác là 12 triệu. Đây là bản cao nhất, đắt nhất của hãng Motivity trong phiên bản 30. MV12 Plus bác nhá. Chơi phòng từ 20-35 vuông thoải mái. Con này rộng là 37, sâu là 40, cao là 60. Và dưới là những cặp loa Motivity BSL-15, BSL-15 và MTV-15 là một bát nhá. Chỉ một bát 40, một tép kèn. Công suất của nó khởi động là 350.
bắc nó là 1600. Thì đây là dòng loa nó cho tiếng bass cực sâu, mạnh mẽ, trung âm nó rộng và ngọt, tép lẩy. Đây là đặc trưng ở một team nhá. Bác nào chơi cũng cảm thấy nó đã, cực kỳ đã nhá. Chơi được đa không gian, hàng mới tinh, tổ bát, tổ tép, vân tần nhập khẩu tại Ý. Giá em có là 15 triệu. Rất là bền mà nhá. Và cạnh đó là những quả súp hơi 40, thùng gỗ, từ 2 có 100. Model này là AT15+, tiếng bát bánh cực sâu, mềm, uy lực quá nhá, độ bền cao. Và cạnh là quả súp 50 hơi, hình thức thiết kế phải nói là quá chắc chắn và sang trọng đúng không ạ? Đấy, quá chắc chắn sang trọng luôn. Các bác mà đã dùng được sản phẩm Multi này gần như cái khả năng nâng cấp thay đổi là ít quá nhá, ít lắm. Bao nhiêu có đấy, đã chơi là nghiện, đã chơi là mê ngay, rất là bền, lỗi không có. Và tiếp theo này đi combo nhá, nếu các bác nào đánh combo, combo ấy một con đẩy Multi được nâng cấp cuối tháng 12 năm 2023, trước nó là mặt như này mới nhá, trước là combo của bát 30 đấy, con này mới là loa 30, giá là 19 triệu, đẩy 7 triệu nhá, mới tinh, đẩy có hãng nhá, combo tức là bạn em nhập loa và nhập cả đẩy luôn. Thế con đẩy này có thể đánh được cả 40 và 30 thoải mái, giá 7 triệu đồng. Và đi với dưới này là con đẩy Motivity 850 là combo với đồ loa 40. Đấy, giá hiện tại là 8 triệu. Cho đấy là full đôi không nhá, thoải mái, rất là khỏe. Đấy, và mẫu thứ 3 nó là IR480, 4 kênh, cho ra 8 giá một kênh, đánh cho trở kháng 80. Còn này thì kép cả nhà loa. Đấy, thì đây là những sản phẩm Multi rất đẹp, rất xịn sò không nhá, và độ bền cơ học cao. Trên này là bộ mic micro của Multi, model là KG338. Cái này cho dòng ca bay bướm rộng rãi, mic sáng, ít pin, không hao pin, quá được mic vậy nhá. Cả mic 6 tốt được ngắt, lại giá là 3,5 triệu của mình này. Một chiếc vang Goutin cơ nhá, hay nhất Việt Nam, hay nhất Việt Nam luôn đấy. Giá 3,2 triệu, có thể ghép với combo này. Một bộ hát bác chỉ cần ghép một con đẩy này thôi, đúng không? Đơn giản này, một con vang này và cơ Gregotin Brabus 5X 3,2 triệu, cái mic 7,5 triệu thì bác sử dụng ngay một dàn máy rồi, ok nhá. Còn nếu bác ghép con đẩy này thì đắt hơn một chút, con đẩy 650 là 7 triệu, 850 là 8 triệu, và IR480 con này là 4 kênh nhá, là 12 triệu. Đấy, rất tuyệt vời đúng không? Tất cả là hàng mới tinh, nhập khẩu chính hãng, chính sách của hãng bảo hành tới 25 nữa nhá. Đấy, con nào có nhu cầu thì alo cho em, còn hỗ trợ trọn đời anh nhá. Thế đây là ở những sản phẩm Multi mà em đã được bán rất nhiều rồi trên hành trình 7 năm. 7 năm là hành trình cực dài đúng không bác? Mà tại sao nó vẫn phát triển mạnh như vậy thì bác biết là cái chất lượng, cái độ mà cũng như cái mà cái thương hiệu của nó làm cho người tiêu dùng đều phải có cảm tình và tâm phục khẩu phục về chất âm cũng như là độ bền của nó. Mọi thông tin mua sắm phối ghép về sản phẩm này xin vui lòng liên hệ với em theo số máy 0936 583 110. Thì bây giờ có cả lo bãi Mỹ nhá, cả lo mới nhập khẩu. Anh cứ chào bác và chúc bác một buổi sáng vui vẻ.